Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUN TV 57.3. Hôm nay là thứ Bảy ngày 2 tháng 6 năm 2012. Thanh Hanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Đám tang của người dân quân vượt hàng rào tấn công quân đội Do Thái tin từ Gaza. Một đám tang đã được tổ chức để đưa tiễn người dân quân Palestine vượt hàng rào biên giới để bắn chết một quân nhân Do Thái trước khi quay súng tự vẫn. Do Thái đã nói rằng Hamas đã đứng đằng sau vụ tấn công này và trả đũa dùng hỏa tiễn tấn công dải Gaza làm một dân quân tử thương và hai người khác bị thương. Dân quân cũng bắn rocket qua lãnh thổ Do Thái nhưng không gây thiệt hại về vật chất hay sinh mạng. Nhiều nguồn tin nói rằng người dân quân xâm nhập là thành viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, nhưng tổ chức này không thừa nhận trách nhiệm. Hamas kiểm soát dải Gaza chưa lên tiếng đối với biến cố này. Quân đội Do Thái nói rằng người dân quân xâm nhập với ý định giết chết thường dân, nhưng bị quân đội phát hiện và đưa một đơn vị đến ngăn chặn. Nhân chứng cho biết họ đã nghe tiếng súng và tiếng nổ gần làng Abasan, sát biên giới với Ai Cập. Mặc dù chống Do Thái, sau chiến tranh năm 2008, Hamas không muốn gây xung đột, mong muốn duy trì đình chiến và để tạo cơ hội tái thiết dải Gaza và tập trung vào việc đàm phán để chia sẻ quyền hành với phe Fatah do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo. Người hành hương kéo tới quảng trường Duomo để chào đón giáo hoàng tin từ Milan. Đông đảo người hành hương đã kéo tới quảng trường Vương cung Thánh đường Duomo để gặp giáo hoàng trong lúc ngài đến thăm thành phố Milan. Giáo hoàng đã chào đón đám đông trong lúc xe của ngài tới giáo đường. Chuyến đi 3 ngày để họp gia đình thế giới lần thứ 7 đã diễn ra trong thời gian khó khăn của giáo hoàng. Trong tuần trước, ngài đã bày tỏ sự đau buồn trước việc người giúp việc thân cận đã bị bắt vì tội ăn cắp tài liệu mật. Trong lúc giáo hoàng hy vọng chuyến đi Milan sẽ giúp ngài có thể tạm quên tai tiếng của tòa thánh, thì những lời nhắn đưa lên trang Twitter cho thấy là ngài sẽ phải gặp những người xuống đường biểu tình. Nhiều người đã chỉ trích chuyến viếng thăm tốn kém trong lúc hàng ngàn người dân trở thành kẻ không nhà sau hai trận động đất tàn phá miền Bắc nước Ý và quốc gia đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế. Các tổ chức thiên tả đang tổ chức biểu tình vào chiều nay để phản đối kiểu mẫu gia đình do tòa thánh phát động. Sinh hoạt trong hai ngày cuối tuần của giáo hoàng sẽ có buổi gặp giới trẻ tại vận động trường San Siro và buổi giao giảng ngoài trời trong ngày Chủ nhật với khoảng 1 triệu tín đồ tham dự. Cũng liên quan về bản tin trên, thì chính quyền Ý đã bố trí khoảng 15.000 cảnh sát ở thành phố Milan để bảo vệ chuyến viếng thăm của giáo hoàng và đề phòng các cuộc biểu tình. Trước khi giáo hoàng tới Milan, cảnh sát đã được bố trí trên mái của các tòa nhà, từ phi trường Linnet đi tới ngôi nhà thờ vĩ đại nằm ở trung tâm thành phố, là nơi đang tập trung người hành hương. Một người dân Milan là bà Paola Sacco nói rằng, bà ta tới quảng trường với hy vọng có thể nhìn được giáo hoàng trong một khoảng cách gần. Bà ta đã từng tới Rome, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy giáo hoàng. Một người hành hương đến từ Congo nói rằng, giáo hoàng là vị lãnh đạo tinh thần của mọi người công giáo. Bà ta đã nhìn được giáo hoàng trên đài truyền hình, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy chính mắt, nên đã từ Kinshasa tới Milan. Chuyến viếng thăm của giáo hoàng đã diễn ra trong lúc tình trạng kinh tế và những chính sách thắt lưng buộc bụng đã làm cho nhiều thương gia ở thành phố thương mại và kỹ nghệ Ý tự tử. Các nhóm tả phái sẽ xuống đường chống giáo hoàng vào chiều nay. Người tình nguyện và cảnh sát đã được bố trí trên các con đường để giúp cho người hành hương rất đông đi lại dễ dàng hơn. Bà Maria Bassini đang trên đường đi tới vận động trường của Milan với con gái riêng và bà đã nói rằng đi xe đạp là cách tốt nhất trong tình trạng giao thông của thành phố trong lúc này. Xô xát giữa người Alawite và người Sunni tại thành phố Tripoli của Lebanon, tin từ Tripoli. Xô xát giữa những người ủng hộ cuộc đứng dậy của dân chúng Syria và những người ủng hộ chế độ Al-Assad tại thành phố Tripoli trong ngày hôm nay đã làm một người chết và trên 10 người bị thương. Tin tức cho biết, người bị chết là người vô can bị kẹt trong vụ xô xát giữa hai bên. Một quân nhân cũng đã bị thương khi quân đội can thiệp. Trong các tuần qua, dân quân vũ trang từ quận Jabal Mushen là địa phương của người theo đạo Alawite ủng hộ Bashar al-Assad đã thường xuyên tấn công người Sunni sống trong quận Bab al-Tabanet. Cựu Tổng thống Mubarak bị tuyên án tù chung thân tin từ Cairo. Cựu Tổng thống Hosni Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân vì tội ra lệnh giết chết người biểu tình.
Tuy nhiên, tòa án phán quyết ông Mubarak không phạm các tội tham nhũng đã gây tức giận cho nhiều người dân Ai Cập. Bản án tù chung thân cũng làm cho những người ủng hộ cựu tổng thống mạnh mẽ chỉ trích. Ông Mubarak lắng nghe tuyên đọc bản án trên giường bệnh viện và bên cạnh có hai người con trai cùng với các cựu viên chức. Chánh án Ahmed Refaat đã tuyên đọc bản án. Nhiều người trong tòa án đã tỏ ra tức giận việc tòa án tuyên bố ông Mubarak không phạm tội lạm dụng quyền lực, không tham nhũng và không nhận tiền bạc bất hợp pháp. Hàng chục người đã đứng lên trong tòa la to rằng dân chúng phải làm sạch sẽ hệ thống tư pháp quốc gia. Cũng liên quan về ông Mubarak thì tòa án Ai Cập cũng đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib El Adli. Thân nhân của nạn nhân bị chết trong các cuộc biểu tình 18 ngày lật đổ chế độ đã nói lên sự tức giận đối với phán quyết tha bổng các tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực của ông Mubarak. Ông Mohamed Khaled có em đã bị chết và nói rằng những gì diễn ra trong thời gian chuyển tiếp, phán quyết của tòa án cho thấy là dân chúng không thể tin tưởng vào quân đội cũng như là hệ thống công lý quốc gia. Một người biểu tình giơ cao biểu ngữ đòi tuyên án tử hình. Nhiều người khác hô to khẩu hiệu đòi xử tử hình. Và kính thưa quý vị, cũng về ông Mubarak thì những người đang ngồi ở quán cà phê đã được coi là quán cà phê cách mạng ở trung tâm thủ đô Cairo đã nói rằng họ hài lòng đối với bản án tù chung thân dành cho ông Mubarak, nhưng bày tỏ sự bất mãn đối với phán quyết vô tội đối với hai người con trai và những viên chức an ninh cao cấp khác. Phiên tòa tuyên án đã được trực tiếp truyền hình trên đài truyền hình Ai Cập. Người Ai Cập ở trung tâm thủ đô Cairo đã chen chúc tại các quán cà phê để theo dõi tòa án tuyên đọc phán quyết. Bản án tù chung thân dành cho ông Mubarak đã được tuyên đọc. Trong lúc chỉ còn 2 tuần nữa thì cử tri Ai Cập sẽ đi bầu tổng thống vòng nhì để chọn lựa giữa ứng cử viên phong trào huynh đệ Hồi giáo và cựu thủ tướng của nhà độc tài bị lật đổ. Người biểu tình bên ngoài tòa án đã đốt pháo ăn mừng, trong lúc nhiều người khác thì đòi tòa tuyên án tử hình. Một người biểu tình nói, bản án chung thân dành cho ông Mubarak và Al Adli là bản án đúng nhưng đã sai lầm đối với các bị can khác. Hai người con của ông Mubarak đã bị tuyên án tù với thời gian họ đã bị giam giữ. 6 viên chức an ninh đã được miễn tội. Ông Jasser Sayed Ali nói rằng, tuyên phán của tòa không có chút giá trị nào. Ông Mubarak hiện giờ đã 84 tuổi, cuộc đời đã sắp kết thúc. Những người ra tòa đều là những người không thể vô tội đối với các tội tham nhũng, ăn hối lộ. Đài truyền hình nhà nước Ai Cập cũng cho biết, trưởng lý đã ra lệnh đưa ông Mubarak từ bệnh viện tới nhà tù, nhưng không cho biết rõ chi tiết. Và những người Ai Cập ở quảng trường Tahrir cũng đã hoan nghênh việc ông Mubarak bị tuyên án tù chung thân. Ông Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Al Adli đã bị tuyên án tù chung thân vì tội ra lệnh đàn áp các cuộc biểu tình, làm ít nhất 850 người chết. Tuy nhiên, những người muốn ông Mubarak bị xử tử hình đã tỏ ra thất vọng, còn những người ủng hộ thì nói rằng tòa án đã chính trị hóa phán quyết. Nói chung, đã có phản ứng rất phức tạp đối với bản án dành cho ông Mubarak. Bản án đã được tuyên đọc sau khi tòa án xét xử trong thời gian 10 tháng. Sau khi bản án được tuyên đọc, nhiều người Ai Cập đã bóp còi xe và những người có mặt ở quảng trường Tahrir đã reo hò bày tỏ sự vui mừng. Tài xế Nabi Nash Adin Mohamed nói rằng, phán quyết của tòa dựa trên bằng chứng mà họ có được, nhưng tất cả những người bị đưa ra tòa đều là những người đáng tuyên án tử hình. Một người khác thì nói, ông ta cảm thấy xấu hổ đối với bản án, họ không thể tuyên án một tổng thống đã làm nhiều việc tốt cho quốc gia và chỉ phạm phải những lỗi nhỏ trong thời gian 10 năm cuối cùng. Tổng thống Yanukovych yêu cầu các cơ quan an ninh gia tăng bảo vệ Euro 2012, tin từ Kiev. Tổng thống Viktor Yanukovych đã yêu cầu giới chức an ninh trong nước hãy tập trung vào việc bảo vệ an toàn cho những người hâm mộ túc cầu sẽ tới Ukraine để xem các trận đánh đấu tranh giải vô địch Euro 2012. Cảnh sát Ukraine vừa bắt giữ 4 người tình nghi đã liên hệ trong các vụ đánh bom trong tháng 4. 4 trái bom gài trong thùng rác tại 4 nơi khác nhau ở thành phố Dnipropetrovsk đã nổ trong ngày 27 tháng 4, làm ít nhất 30 người bị thương. Trong đó có một người bị thương nặng, đang còn phải nằm bệnh viện. Sau khi nghe bản tuyên bố của trưởng lý Viktor Poshka, Tổng thống Yanukovych nói rằng ông ta mong muốn tất cả các cơ quan an ninh trong nước tập trung khả năng bảo vệ người tham gia và du khách trong thời gian tranh tài Euro 2012. Đồng làm nước chủ nhà tổ chức Euro 2012 với Ba Lan từ ngày 8 tháng 6, các trận đấu ở Ukraine sẽ được diễn ra ở thủ đô Kiev và các thành phố Lviv, Kharkiv và Donetsk.
Trận đấu chung kết sẽ được diễn ra ở Kiev vào ngày 1 tháng 7. Ukraine hy vọng sẽ có khoảng từ 800.000 tới 1 triệu du khách sẽ tới Ukraine trong tháng này. Và kính thưa quý vị, xin quý vị vừa rồi là phần tin thế giới của BVNTV 57.3. Xin quý vị đừng rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại, Thanh Thanh sẽ trở lại với phần tin Á Châu.